mắm chiên su cá cơm Biển Đông, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Đến với lại là Biển Mùa Hy Vọng thì mình đã được có cơ hội để nấu ăn rất là nhiều. Mà bây giờ bữa mình có nghe chị Quỳnh Châu kể về đợt 1 đi ở Cô Tô, mọi người bảo là em sẽ phải đi lặn biển nhiều đấy, em sẽ phải đi dọn rác dưới biển nhiều đấy. Mình đã sẵn sàng một tinh thần để đi lặn biển. Mình đã sẵn sàng một tinh thần để đi lặn biển. Trông mình giống một beauty, gọi là cooking vlogger đích thực. Chuyên tâm chăm chú nấu ăn. Thì mẹ Nguyệt với bà ngoại đừng có sốc nha. Nhờ cái này chắc chả cần đâm đâu. Ăn mắm thơm quá. Ngon rồi đấy. Mình thấy mình cũng có năng khiếu làm đồ nước chấm chứ bộ. Giờ đến công đoạn bóc cá và ướp cá. Cá thì mình đã lọc sẵn ra đây rồi. Và mình sẽ gỡ cá ra thôi. Cá nó rất là thơm. Sẽ làm cho anh chị ăn một bữa thật ngon. Để cho mọi người có sức tập hát. Cho một ít nước mắm để mình ướp cho nó dậy hương vị lên. Mình nghĩ thêm nước mắm nào cũng sẽ kiểu dậy vị hơn. Đừng mà. Đường. Tiêu. Bây giờ mình sẽ cho hẳn cá vào đây để mình ướp. Yes. Yes. Được rồi. Yes. Đây, ăn thử nha mọi người. Mình sẽ ăn thử với nước chấm mà mình làm. Ngon đấy. Biển Mùa Hy Vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media.